Cuốn Mũi Trên và cái Khe Trên á, đã được phát triển mạnh mẽ, và trong đó hai tác giả trình bày và được sự đồng thuận của nhiều tác giả khác, đó là William Boncher và Anne Esway. Tại Việt Nam thì theo xu hướng chung của thế giới thì phẫu thuật nội soi xâm lấn tối thiểu cũng được nhiều phẫu thuật viên công nhận và ưa chuộng. Cái việc mà mở sàn sau qua Khe Trên để lấy bệnh tích khu trú thì cho đến cái đề tài nghiên cứu này thì chưa có cái đề tài nào mà chúng tôi đọc được đã thực hiện trước đó. Chúng tôi thực hiện cái đề tài này dựa vào nghiên cứu của một tác giả người Ai Cập rất là nổi tiếng, đó là ông Mohamed Hela. Ông có quan điểm như sau. Ông mở cái sàn sao qua Khe Trên để can thiệp những cái bệnh tích khu trú với ba cái ưu điểm. Thứ nhất là như ta đã biết là cái hệ thống tế bào sàn sao dẫn lưu qua Khe Trên. Khi mà chúng ta vào khe giữa mà để tiếp cận sàn sao, từ đó chúng ta đã làm thay đổi cái dòng dẫn lưu tự nhiên của vốn dĩ của nó là qua Khe Trên. Vì vậy ông chỉ can thiệp đúng mục tiêu thì ông bảo tồn được cái việc dẫn lưu này. Cái thứ hai là ông bảo tồn được cái việc chân bám của cái cứng giữa. Tại vì cái chân bám của mảnh nền vô cứng giữa thì là nó phân chia giữa cái sàn trước và sàn sau. Chúng ta đi vào Khe Trên thì chúng ta giữ nguyên cái cấu trúc này. Và thứ ba là chúng ta bảo tồn hoàn toàn cái mảnh nền như tôi đã trình bày.